Chào các bạn trên cây dưới. Bây giờ là tối thứ tư, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024, tức ngày 26 tháng 2 năm Giáp Thìn. Hôm nay là ngày Thanh Minh các bạn ạ. Mấy hôm mình đi qua cây dưới này, mình phát hiện là bị sâu cắn cụt. Mình vừa đi ra, mình nhìn thấy một con, mình bóp chết, sau mình lại mình định bóp chết con này nữa. Thì mình về lấy điện thoại ra quay để chia sẻ với anh em các bạn chơi dưới này. Nó cắn cụt hết cả dưới mình này. Con sâu này, sâu to đùng. Các bạn quan sát nhé. Nó cắn cụt hết cảnh dưới này. Mình vừa bóp chết một con rồi. Tôi nhìn bóp chết mình thẳng đây này này. Rồi, đấy, hai con. Nếu các bạn mà làm nhiều chắc chắn phải phun nước sâu. Còn làm ít cả ban đêm mới dạo ra bắt này, bạn nhìn này, ăn cắn cụt hết. Thế mà chúng ta mới dâm xong nó cắn cụt này hỏng hết. Sâu nó hay ra cắn vào ban đêm, ban ngày nó chui xuống đất nó ẩn. Mình nghĩ hai con thôi, nhìn nó cắn mấy ngày mình không để ý. Này cắn cụt hết này, nó cắn mấy ngày rồi. Còn anh em chơi lan bị con sên nó cắn thì nó này, sên này không có sên nó bị chọc chết đi chọc chết con sên này. Mấy hôm để ý ra nó cắn cụt hết này, sên mấy con sên liền bật ra ngoài hai con sên. Chọc đứt đôi một chết không. Còn khi phun thuốc sâu thì cái chiều tối chúng ta phun, chúng ta tưới sớm vạ sớm một chút. Các bạn muốn phun thuốc sâu cái cảnh, các bạn tưới sớm một chút để lá khô chúng ta mới phun. Đấy. Chiều tối phun, ban đêm mới ra ăn mà. Đấy. Cụt hết à. Những cây to trưởng thành, nói những cây vừa mới dâm xong nó mọc mà bị sâu ăn thì hại nhiều lắm. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Chúc các bạn buổi tối ấy. Ui, thời gian bây giờ là 21 giờ 19 phút rồi các bạn ạ. 9 giờ 20 rồi. Ăn cụt hết mấy cây. Ui, cây bên này nhiều sên quá. Thôi mình dừng video nha. Cảm ơn các bạn xem video.